Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Hôm nay em sẽ lên sóng test và bán cho các bác với một cái mức giá rất rẻ cho một cái cặp loa Mỹ Nòi. Em này là JBL, có model là LX55, một cái dòng sản phẩm được sản xuất tại chính quốc đất nước Mỹ. Đấy. Cặp loa ra đời vào những năm 1987 đến năm 1992 với cái giá xuất xưởng khá là cao. Cặp loa này thì thiết kế với dạng 3 way, 3 đường tiếng, một bát 25, một trung 12,5cm và một loa chép đom titanium. Cặp loa có kích thước tổng thể chiều cao 66, chiều rộng 35 và chiều sâu là 30cm. Sử dụng vỏ vân gỗ màu nâu rất là đẹp và sang trọng. Mặt loa thì có bọc nỉ, đấy, chống nhiễu tạp âm. Cặp loa có trở kháng 8 ohm, độ nhạy 92 decibel và công suất là từ 10 cho tới 200 W cho một thùng. Đây là toàn bộ những cái thông số của cái cặp loa JBL LX55. Và cặp này thì shop nay về trong cái tình trạng còn khá là ok. Mời các bác chúng ta cùng xem. Đầu tiên thì em mời các bác chúng ta cùng xem phần thùng vỏ của cặp JBL LX55. Em này thì thiết kế đẹp bởi vì cái vỏ của nó màu nâu vân gỗ. Đấy, rất là đẹp và sang trọng luôn. Thùng vách góc cạnh còn vuông vắn. Đấy, hình thức còn đẹp. Một cái loa bát với đường kính 25, màng giấy gân mút, một loa trung 12,5 và một cái loa chép đom titanium. Mặt loa thì có bọc lỉ. Đấy. Đây là cái phía hậu đằng sau của cặp JBL LX55, hình thức còn rất là đẹp. Em này trở kháng 8 ohm. Made in USA, thưa các bác, có một cái lỗ thông hơi ở phía sau. Mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quan sát cái phần thùng loa bên này. Thùng này cũng như là góc cạnh cũng như là tuyến loa thì còn khá là ok, thưa các bác. Đấy. Đấy. Mặt sau. Đấy. Đấy. Em này thì cái phần ống thông hơi bằng nhựa nó hơi sứt một tí ở cái viền ngoài. Đấy, không ảnh hưởng gì chất âm, nó sứt cái viền này. Còn bên trong thì vẫn còn đầy đủ. Đấy, do vận chuyển các bác nhé. Đây, còn lại cọc loa và tem mác thì còn đầy đủ. Cặp này thì mở cặp rất là gấu. Em sẽ tháo cho các bác xem cái phần củ bát, củ phân tần ở phía trong. JBL LX55, một cái model khá hay ở trong cái tầm tiền. Cái dòng loa Mỹ đến từ cái thương hiệu JBL nổi tiếng. Đấy, chất âm hay. Con này thì tiếng đánh rất là lực luôn. Tiếng đánh rất lực và chơi đa năng các cái thể loại nhạc. Vâng, các bác có thể thấy là bên trong cấu tạo của cặp loa khá là gấu với một hệ thống phân tần to. Đấy, bên trong thì bông thủy tinh. Đấy, bông thủy tinh. Đấy, có cái tác dụng là tiêu tán âm thanh rất là tốt. Đấy, loa thì bao zin nguyên bản 100% cho các bác chơi. Đây các bác xem. Đấy, hình thức còn rất là đẹp. Đấy, các bác xem zin nguyên bản 100% các bác nhé. Đấy. Em sẽ lắp nó lại và test cho các bác nghe cái chất âm của cái dòng JBL LX55. Những cái dòng loa mà loa Mỹ mà cái tầm tiền như này thì cũng khá là ít khi có hàng cho các bác chơi. Đấy, các bác nào đang cần tìm một cái cặp loa tầm trung tiền thôi. Đấy, cặp này là 11.500.000. Các bác có nhu cầu alo cho em. Shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Đấy, giá sản phẩm là không bao gồm phí ship cho các bác. 11.500.000 đồng cho cặp loa JBL LX55. Đây là cái căng của em nó. Cái căng thì sử dụng cái lưới màu xám lông chuột, bên trong thì khung nhựa. Đấy, rất là dễ dàng vệ sinh, hình thức thì còn đẹp. Đấy, các bác có nhu cầu alo cho em. 11.500.000. Bây giờ em sẽ test nha và mời các bác chúng ta cùng nhau thưởng thức cái chất âm của cặp loa này. Tiếng đánh rất là lực luôn. Đây, em sẽ mở lại từ đầu. Bát nó đánh rất là lực. Các bác cặp này các bác mà hát karaoke trong những cái phòng khoảng 25m đều được luôn. Tiếng rất tốt luôn. Bán rẻ cho các bác 11.500.000.
chép tơi nhuyễn. Duy nhất thôi. Các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em đặt trần, vì những cái dòng này thì nó không có nhiều trên thị trường. Cặp này thì rất là dễ ghép âm ly. Các bác có thể ghép với những em sẵn xôi 607, những em đợt lông tầm 580D là ok luôn. Âm ly 607 alpha bên em đang có là 7,5 triệu. Hoặc là các bác ghép với mấy em đờ lông phía trên đấy, là 9 triệu đồng là chơi tốt rồi. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Dịp vụ trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu, gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Khi chiến tranh còn gây thêm máu đường, thì mong muốn xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mãi xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Vâng, 11.500.000 đồng cho cặp loa JBL LX55. Các bác có nhu cầu alo cho em. Đấy, một cặp duy nhất thôi. Và cái dòng này thì nếu mà các bác mà bỏ qua thì sẽ rất là lâu sau chúng ta mới có thể gặp lại được em nó. Ngon bổ rẻ trong cái tầm tiền thì cũng phải nói rằng quá là được luôn. Lâu lắm chưa về quê thăm mẹ, từ đồ dung thổ dệt nơi nơi. Mẹ già run run tay gầy chốc tiếng con lúc
trời đông và những ngày em mời các bác nghe một bản nhạc bolero, một bản nhạc xưa, sau đó thì em sẽ kết thúc. Vâng, một cặp duy nhất thôi, 11.500.000. Các bác có nhu cầu alo cho em. Mai là ai mình xa nhau, đừng khóc cho miệt mài sầu, ghi nhé em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Xin phép được kết thúc clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bác. Cầu loa có mức giá 11.500.000 đồng.